Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ. Thì hôm nay em được lên trên Ba Vì, Hà Nội rồi đây các bác ạ. Bàn giao cho một bác khách một chiếc bàn thờ An Gian kim tiền được làm chất liệu bằng gỗ con đỏ của Nam Phi. Và trong video này em sẽ báo giá cho các bác biết chiếc bàn thờ An Gian kim tiền với quy cách chuẩn, đóng theo tiêu chuẩn của Đồ Gỗ Gia Vũ, nó dày dặn, kích thước như thế, giá tiền nó bao nhiêu các bác nhé. Thì em bốc hàng từ 12:30 tại Ý Yên, Nam Định để kịp bàn giao hàng cho bác khách trên Ba Vì, tại vì cái độ dài nó khá là xa các bác ạ. Và hôm đó đi là cũng tiện trả thêm những cái chuyến ở Thạch Thất và Quốc Oai nữa, nên là thời gian đi lên đến nhà bác đấy thì cũng khá là tối rồi. Và khi lắp đặt chiếc bàn thờ án gia này thì mới biết được chiếc bàn thờ án gia này là bác cúng tiến vào trong nhà thờ họ. Và ngôi nhà thờ họ này được thiết kế 3 gian nhà gỗ lim đục cực kỳ là sắc nét và đẹp, và cái chi phí để làm ra một chiếc nhà gỗ 3 gian cho nhà thờ họ này em thấy bác ấy bảo là cũng hết hơn 1 tỷ đồng các bạn. Thì quay lại với chiếc bàn thờ này, với cái kích thước của chiếc bàn thờ án gian kim tiền với chiều dài là 2m17, chiều cao là 1m27 và chiều rộng là 1m07, chân 14, hàng đạt tiêu chuẩn là độ dày dặn, khuôn 5 ván 2, lá mặt chắp 2 và hệ thống thang xà ở bên dưới được em thiết kế cho bác này là 2 thang én chống cong vênh và 7 thang đỡ các bạn, 7 thang đỡ, và cái bảng gỗ của thang đỡ là 4x4, nó cực kỳ là khỏe và cực kỳ là chắc chắn các bạn. Và ý định của bác trưởng họ là sau này sẽ làm thêm một chiếc cấp và đặt trên đó là một chiếc khám thờ, và bác ấy đưa ra cái chiều cao và chiều dày cho em ấy thì em mới tính được cái khám thờ đấy nó phải lên tới 60 đến 70 cân, nặng hơn những cái lư hương đỉnh đồng, nên là nhiều bác có bảo em rằng làm sao mà phải làm những cái thang nó dày như vậy ấy, làm sao phải làm tới 7 cái thang khuôn ván 2 phân ấy, khuôn 5 ván 2 làm gì mà dày như vậy. Thì khi các bác gặp những cái trường hợp như em đây ấy, là đặt trên những cái khám thờ nó nặng đến 60 đến 70 cân mà có thêm những cái lư hương đỉnh đồng nữa, là vị chi ở bên trên mặt là gần đến 1 tạ, thì thử hỏi các bác xem là những cái hàng mặt ván chỉ có 1 phân rưỡi mà cái khuôn ván chỉ 4 phân, hay là những cái thang đỡ nó mỏng hay là thưa ấy, thì làm sao có thể chịu nổi được, mà trong khi thờ cũng mà không may nó bị cong vênh các bạn ạ, nó bị cong vênh hay là bị nứt cái mặt ván thì điều đó cực kỳ là không hay các bạn nhé. Và phần cổ trước bàn thờ này thì được làm em dày 2 phân đục máy CNC, phần vai thì được em làm dày 6 phân bản 10, và bên trên là có 2 đường chỉ chạy xoay giữa vai và 2 chân tiền, tạo cảm giác một cái đường truyền, một cái đường mềm cực kỳ là nét. Và nhiều bác sẽ không biết được cái mấu chốt mà khi các bác đặt bàn thờ như thế nào các bạn, đó chính là khi các bác đặt bàn thờ mà người ta báo với các bác là vai 6 bản 10 giá tiền 4 phân, nhưng mà người ta không nói là 4 phân đủ hay là 4 phân cưa nó như thế nào các bạn, 4 phân đủ hay 4 phân cưa. Thì để hiểu rõ hơn về cái 4 phân đủ 4 phân cưa này nó ảnh hưởng gì đến cái sản phẩm của các bác và nó chênh lệch giá tiền như thế nào ấy, thì bác hãy đón chờ những cái video ngày hôm sau em sẽ nói kỹ hơn về cái vấn đề đó. Bác nào quan tâm thì nhớ comment xuống phần bên dưới các bác nhé. Thì để tổng thể lại, một chiếc bàn thờ chân 14, dài 2m17, cao 1m27 và rộng 1m07, khuôn 5 ván 2, vai 6 bản 10, dạng 4 phân, đạt tiêu chuẩn đúng đủ đẹp của đồ gỗ Gia Vũ bằng chất liệu gỗ gót đỏ Nam Phi, thì mức giá em đang bán ra trên thị trường và bàn giao tới tay bác khách ở đây là 21 triệu 500 nghìn đồng. Hàng chuẩn, lành sạch, không rác, không tim, không mối mọt, và sơn đủ cho các bác là 5 nước sơn tiền và 2 lớp sơn lót ở bên dưới, miễn phí vận chuyển 100 km các bác nhá.